Việt Nam Top News trưa nay. WHO nhận định thế giới có thể kiểm soát Covid-19 vào năm sau. Mỹ gấp rút chuẩn bị phân phối vaccine Covid-19. 107 bị cáo hầu tòa trong vụ đánh bạc quy mô lớn tại Gia Lai. Chiếm đoạt hàng cứu trợ lũ lụt, một đối tượng bị khởi tố. Chung cư chưa đảm bảo phòng cháy chữa cháy đã đưa vào sử dụng. Xin được kính chào quý vị đang cùng đến với Việt Nam Top News, chương trình tin tức Việt Nam và thế giới cập nhật nóng nhất trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý sẽ được cập nhật trong chương trình 12 giờ 30 phút trưa nay, thứ Bảy ngày 28 tháng 11 năm 2020. Thưa quý vị, trước diễn biến tích cực liên quan đến tiến trình bào chế vaccine hiện nay, WHO hôm qua nhận định thế giới có thể kiểm soát được đáng kể đại dịch COVID-19 vào năm sau. Theo WHO, việc kiểm soát tốt hơn dịch bệnh COVID-19 là viễn cảnh khả thi, với điều kiện người dân các nước vẫn phải tuân thủ triệt để, giữ khoảng cách an toàn và vệ sinh sạch sẽ. Theo đó, vaccine không đồng nghĩa với việc xóa bỏ hoàn toàn dịch bệnh, mà chỉ bổ sung biện pháp phòng ngừa nhằm phá vỡ đường cong của dịch bệnh. Vaccine có thể giúp cho thế giới tránh tái áp đặt phong tỏa và kiểm soát dịch bệnh tốt hơn, nhưng nguy cơ với sức khỏe con người vẫn tồn tại và cần tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa khác. Ấn Độ sẽ sản xuất hơn 100 triệu liều vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 mỗi năm theo các điều khoản trong thỏa thuận đạt được với Nga. Thông báo được đưa ra ngày 27 tháng 11, động thái được cho là bước đi tiếp theo của quỹ đầu tư trực tiếp Nga trong nỗ lực mở rộng sản xuất vaccine Sputnik V tại các nước. Theo tuyên bố chung, công ty dược phẩm hàng đầu của Ấn Độ Hetero sẽ bắt đầu sản xuất vaccine Sputnik V tại nước này vào năm sau. Các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và 3 đang được tiến hành tại Ấn Độ. Ngoài Ấn Độ, giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng cũng đang được tiến hành tại Belarus cùng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Venezuela và nhiều nước khác. Theo đánh giá, Moscow và các đối tác nước ngoài có khả năng sản xuất hơn 1 tỷ liều vaccine Sputnik V bắt đầu từ năm tới để tiêm chuẩn cho hơn 500 triệu người dân, với giá chưa tới $20 trên một người trên thị trường quốc tế. Kết quả phân tích lần thứ hai những dữ liệu về thử nghiệm lâm sàng cho thấy vaccine Sputnik V phòng chống COVID-19 của Nga đã cho hiệu quả lên đến 95%. Bên cạnh Sputnik V, các loại vaccine ngừa COVID-19 khác cũng do các hãng dược phẩm Pfizer, BioNTech, Moderna phát triển có kết quả thử nghiệm khả quan, cho phép nhiều nước lên kế hoạch sớm triển khai việc tiêm chủng và khống chế dịch bệnh. Trong bối cảnh số ca mắc và tử vong do COVID-19 vẫn không ngừng gia tăng bất chấp sự nỗ lực và ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh, Mỹ đang gấp rút chuẩn bị để sẵn sàng phân phối vaccine khi các hãng dược phẩm cùng chạy đua với thời gian để đảm bảo những loại vaccine hữu hiệu có thể được cung cấp sớm nhất. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết tiến hành phân phối vaccine tại Mỹ sẽ được bắt đầu trong 2 tuần tới, với ưu tiên dành cho nhân viên tuyến đầu, nhân viên y tế và người cao tuổi. Trong khi đó, liên quan đến tiến trình phát triển vaccine COVID-19, nhóm phát triển vaccine Sputnik V của Nga đã đề xuất với hãng dược phẩm AstraZeneca kết hợp tiêm hai loại vaccine thử nghiệm để tăng hiệu quả khi tiến hành thử nghiệm lặp lại. Hiện một số nguồn tin cho biết AstraZeneca sẽ có thể tiến hành thử nghiệm bổ sung nhằm đánh giá về hiệu quả của vaccine sau khi có nghi vấn về sự ổn định của tỷ lệ hiệu quả 90% của loại vaccine này. Cũng tại Mỹ, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, người dân Mỹ năm nay phải đón lễ tạ ơn trong không khí khác biệt và trầm lắng chưa từng có. Những sự kiện vốn náo nhiệt mọi năm đã phải thu hẹp, những buổi tiệc sum họp gia đình cũng vắng vẻ hơn trước. Điều mà nhiều người thường nghĩ đến đầu tiên khi chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ này, giờ đây là xét nghiệm thay vì đi mua sắm. Nỗi lo làn sóng dịch bệnh lần thứ hai có thể bùng phát bất kỳ lúc nào đã khiến cho New York, thành phố không ngủ trở nên vắng lặng. Năm nay, lễ diễu hành thường niên của tập đoàn bán lẻ Macy's, sự kiện không thể thiếu trong ngày lễ tạ ơn của New York, chỉ diễn ra với quy mô rất nhỏ để phát sóng trên truyền hình và không có người đến tham dự trực tiếp. Các gia đình được khuyến khích thu nhỏ quy mô các bữa tiệc sum họp hoặc chia sẻ đồ ăn với người thân và bạn bè thay vì tụ tập như mọi năm. Còn tại Texas, hàng dài các xe ô tô xếp hàng ở bên ngoài các trung tâm xét nghiệm nhanh trước thềm đợt nghỉ lễ. Ước tính hơn 1 triệu người Mỹ di chuyển tại các sân bay trong ngày hôm qua, ngày 27 tháng 11. Đây là ngày di chuyển hàng không trong nước cao thứ hai ở Mỹ kể từ khi đại dịch bùng phát, khiến cho nhiều chuyên gia lo ngại về nguy cơ tái phát virus. Đến hôm qua, Mỹ đã ghi nhận thêm 13,2 triệu ca mắc và hơn 260.000 ca tử vong do COVID-19. Chương trình sẽ được tiếp tục với phần tin trong nước. Thưa quý vị, sau 11 ngày xét xử, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên án sơ thẩm đối với Nguyễn Mạnh Hùng, tức là Hùng Sida, 36 tuổi, trú tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, và 106 đồng phạm về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đây là phiên xét xử có số lượng bị cáo đông nhất từ trước cho đến nay tại tỉnh Gia Lai và thu hút đông đảo người dân theo dõi.
Theo cáo trạng, đầu năm 2019, Nguyễn Mạnh Hùng cùng Bùi Viết Khánh, 42 tuổi, cùng trú tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, đã bàn bạc thống nhất mở sới bạc dưới hình thức chơi sóc đĩa tại khu vực Bường Điều, xã Hà Bầu, huyện Đắk Đoa. Nguyễn Mạnh Hùng là người bỏ tiền ra mua trang thiết bị phục vụ sới bạc như bạc, thảm, bóng đèn, bình ắc quy, dây điện, bảng vị và quân bài. Sau đó giao cho Bùi Viết Khánh trực tiếp quản lý điều hành sới bạc. Lợi nhuận chia cho Khánh 20%. Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tù cao nhất là 6 năm tù đối với Nguyễn Mạnh Hùng. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 5 năm 6 tháng tù giam đến 18 tháng tù treo. Sau một tuần xét xử, chiều hôm qua, ngày 27 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, mức án chung thân về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 8.800 tỷ đồng. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Trần Phương Bình là chủ mưu của vụ án, hành vi phạm tội của Trần Phương Bình và các đồng phạm gây ra là đặc biệt nghiêm trọng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình mức án chung thân về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt với bản án ở giai đoạn 1 của vụ án buộc bị cáo chấp hành hình phạt tù chung thân. Bị cáo Phùng Ngọc Khánh, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty MNC, lãnh 18 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 10 bị cáo còn lại bị tòa tuyên phạt mức án thấp nhất là 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, đến cao nhất là 7 năm tù giam về cùng tội danh. Ngày hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 2 tháng đối với Ngô Xuân Sĩ, sinh năm 1989, trú tại xã Cừ Nẫm, huyện Bố Trạch, để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản là hàng hóa cứu trợ của người dân vùng lũ lụt. Trước đó, ngày 22 tháng 10, Ngô Xuân Sĩ nhận lời chở giúp hàng cứu trợ lụt bão gồm 150 thùng cá hộp, gồm 7.200 hộp trị giá gần 160 triệu đồng từ tỉnh Khánh Hòa ra Quảng Bình để giao cho hội từ thiện Từ Nguyên. Tuy nhiên, khi đến Quảng Bình, Sĩ đã tự ý cho người dân chia nhỏ số hàng này và phát 5.500 hộp cá với giá trị hơn 120 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở 9 thôn của 3 xã Cự Nẫm, Hương Trạch và thị trấn Phong Nha. Số còn lại Sĩ khai là đã sử dụng và phân phát hết cho bà con ở một số địa phương khác. Tuy nhiên, chính quyền và người dân địa phương này khẳng định không nhận được bất kỳ hàng cứu trợ nào của Sĩ. Hành vi của Ngô Xuân Sĩ có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 175 Bộ Luật Hình Sự. Trên địa bàn xã Cờ Rông, huyện Cờ Bang, tỉnh Gia Lai, hiện còn khoảng 300 cây gỗ hương nằm rải rác trên 27 khoảnh của 7 tiểu khu, trong khu vực có diện tích hơn 8.000 hectare với địa hình phức tạp. Sau khi tiếp nhận thông tin báo về vụ khai thác gỗ trái phép xảy ra tại tiểu khu 90 Lâm Phần do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Rồng Ba quản lý, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã phối hợp với các ngành chức năng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, phát hiện 4 cây gỗ hương và 1 cây gỗ bằng lăng bị đốn hạ với tổng khối lượng gỗ tròn thiệt hại là 19.452 mét khối và 0,38 ster củi. Công an huyện Ca Bang đã xác minh vận động 3 đối tượng ra đầu thú gồm Triệu Văn Thực, sinh năm 1994, trú tại thôn 4 xã Sơ Bai, huyện Ca Bang. Chu Thanh Hùng, sinh năm 1985, trú tại thôn 4 xã Đông, huyện Ca Bang. Và Trần Trung Hiếu, sinh năm 1992, trú tại thôn Thống Nhất, xã Sơn Lan, huyện Ca Bang. Thưa quý vị và các bạn, việc xây dựng các khu chung cư cao tầng là nhu cầu tất yếu mang lại bộ mặt hiện đại cho các đô thị. Song vấn đề đảm bảo phòng cháy chữa cháy vẫn là mối quan tâm của nhiều người mua nhà chung cư từ nhiều năm nay. Nhất là trong những ngày gần đây, liên tiếp các vụ việc cháy đã xảy ra tại một số chung cư. Đây là vụ cháy xảy ra tại tòa nhà S1 chung cư Goldmark City thuộc quận Bắc Từ Liêm. Còn đây là vụ cháy được ghi nhận tại ban công chung cư thuộc khu đô thị Tom City Park Hills, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cả hai vụ cháy xảy ra cách đây ít ngày và rất may đã được dập tắt kịp thời. Thế nhưng sẽ rất khó lường nếu như vụ việc không may xảy ra tại các tòa chung cư chưa được hoàn thiện về phòng cháy chữa cháy. Đơn cử như tại phần khối đế của tòa nhà chung cư này, hiện chưa được các cơ quan chức năng nghiệm thu hệ thống phòng cháy nhưng đã đi vào hoạt động từ nhiều năm nay. Cái việc là chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy thì là đã là không được phép kinh doanh rồi. Tuy nhiên là các bạn có thể ra ngay ngoài cái mặt HH này, các bạn sẽ nhìn thấy luôn là chủ đầu tư vẫn đang cố tình cho thuê để mở cơ sở lầu nướng. Trước đó, lực lượng chức năng cũng không ít lần chỉ ra các lỗi vi phạm về phòng cháy chữa cháy tại chung cư này. Và gần đây nhất, Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai đã tiến hành kiểm tra, đồng thời ra quyết định xử phạt chủ đầu tư về việc đưa công trình vào sử dụng khi chưa có biên bản nghiệm thu của Bộ Xây dựng đối với các tầng dịch vụ của khối đế. Quận chúng tôi đã ra quyết định xử phạt
xử phạt chủ đầu tư 75 triệu theo nghị định 139 và yêu cầu chủ đầu tư đình chỉ toàn bộ những hoạt động tại khu vực này. Và chúng tôi sau thời gian mà giao chủ đầu tư thực hiện, chủ đầu tư không thực hiện thì chúng tôi đang tiến hành các biện pháp để cưỡng chế đình chỉ. Mặc dù vậy, chủ đầu tư vẫn cho rằng hoạt động của các đơn vị tại đây là không vi phạm, đồng thời khẳng định các biện pháp phòng cháy chữa cháy tại các tầng dịch vụ văn phòng ở đây trên thực tế là đã đảm bảo. Đang hiểu là nó không có gì cả, nhưng thực tế là tất cả mọi thứ đều đáp ứng được yêu cầu của phòng cháy, tất cả mọi thứ đều chạy rất là bình thường. Nhưng để nghiệm thu được thì nhiều khi nó phải thêm giấy tờ nữa. Những vụ việc như thế này rõ ràng gây lo lắng cho người dân đang sinh sống trực tiếp tại các chung cư. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Việt Nam Top News 12:30 ngày hôm nay. Quý vị hãy đón xem và cập nhật những thông tin nóng và mới nhất của Việt Nam Top News vào lúc 12:30 và 18 giờ mỗi ngày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.